Xin chào tất cả các bác. Thì trước mắt các bác đó chính là cái khu đô thị công nghiệp Mỹ Phước 3. Và cái đường này ấy, đó là cái đường quốc lộ 13 này. Nếu đi lên cái hướng này là đi lên thành phố lại nhá, thành phố Sài Gòn đấy. Còn lại đi cái hướng bên này đó chính là về Bình Phước. Thì đối diện thằng Mỹ Phước 3 đó chính là cái khu dân cư Mỹ Phước 4. Đây. Thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác cái khu dân cư Mỹ Phước 4 này nhá. Đây là một trong những cái dự án bất động sản rất là lớn ở Mỹ Phước. Và một thời gây sóng gió bất động sản đấy. Hiện tại thì nó hơi nguội rồi. Đất đai ở đây hiện tại thì nó hơi nguội rồi các bạn ạ. Cho nên là cũng không còn nhận được nhiều sự quan tâm như ngày xưa. Đấy. Thì ở cái vùng Mỹ Phước là có 4 cái khu. Khu Mỹ Phước 1 này, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3, Mỹ Phước 4. Và thêm một cái khu gọi là khu phụ đạo nữa, có nghĩa là khu múa nữa. Đó là cái khu Mỹ Phước Binkosi. Đó. Đấy thì hiện tại các bác nhìn thấy ở đây không? Người ta bán đất rất là nhiều nha. Các bác tới đây các bác muốn bao nhiêu đất cũng có hết đó. Phải nói là như vậy. Đây là cái trục đường chính của nó này. Thì bao quanh khắp cái khu vực này này. Đó chính là cái khu dân cư rất là lớn các bác nhá. Thì tôi sẽ chạy cho các bác một cái đường thẳng về dưới này coi. Sau đó đi vào bên trong này xem đất một xíu. Thế thôi. Vì cái khu này là nó rất là rộng, rất là lớn. Cho nên là tôi không thể chạy hết một lần là chạy hết được đâu nha các bác. Thì tôi chỉ chạy lướt qua thôi. Sau đó các bác mà thấy thích thì các bác cứ chạy về đấy mà coi. Các bác cần khoảng yên đường này ấy, thì các bác cứ đi từ từ tà mà đánh giá mà xem. Còn tôi chỉ lướt qua cho các bác xem thôi, chứ không thể chạy hết một lèo được nhá. Đấy, đất ở trong cõi này kìa, đầy lắm, nhiều lắm. Thì trong số những cái đất của Mỹ Phước mà nổi bật nhất đấy, đó là Mỹ Phước 2 và Mỹ Phước 3 là sinh động nhất. Còn Mỹ Phước 4 và Mỹ Phước 1 đấy thì nó buồn lắm. Đấy, Mỹ Phước 2 thì chẳng có chỗ buồn. Cũng chưa, nó cũng như thế này các bác này. Nó vẫn còn đất nhiều như thế này đấy. Chỗ này mà các bác, tôi chưa, cái khu Mỹ Phước 4 này tôi chưa nghĩ làm được cái gì đâu đấy. Làm nhà trọ không được, buồn lắm. Ở khu này chắc là thôi, khỏi đi. Cho nên đất là chắc là nó để mấy chục năm nữa mới hòa may có người ở khu này. Vắng tên. Cái đường này luôn ạ. Wow. Còn cả cái khu này to lắm. Chạy xuống dưới kia luôn. Đây có mấy cái biệt thự đẹp này. Thì nếu các bác mua đất thì nên mua ở phía ngoài đường này các bác ạ. Mua ở phía ngoài đường lớn này. Thì nó dễ đó. Dễ xin lời hơn, chứ toàn mua trong này thôi nhá. Chẹp ý định luôn. Wow, coi cả cái mùng dưới kìa. Đấy, đất dưới đấy đấy. Chạy qua bên này coi đi. Đất dưới này còn quá trời này. Còn khu bên này quá trời này. Đất bên này còn quá trời nữa. Ồ. Thôi, chạy vào bên trong đất xem cái cơ sở hạ tầng nó một xíu nào. Rộng lắm, chạy không hết rồi. Chạy những cái thứ nó dễ hiểu thôi. Chúng ta dễ tổng quan nó thôi. Đất ở ngoài này thì nó giá trị hơn nhá. Còn đất ở phía trong này thì nó buồn lắm này. Đấy.
chẳng có ai mua, tôi nói thật. 5-10 năm nữa chưa chắc là có người mua. Cơ sở hạ tầng điện lưới thì là có rồi đấy, internet thì cũng đã thấy có rồi đấy. Hệ thống nước thì chưa thấy đâu, không biết có chưa. Chắc phải có rồi chứ còn nếu không thì đào lên lấp xuống hay đuối. Thì ngày xưa cái khu này các bác nhá. Ngày xưa cái khu này đó là các bác sẽ để ý là cái đất đồi này. Đó, thì các bác thấy không? Đất đồi đấy. Sau đấy thì người ta mới đào cái đất đồi này lên. Đó. Thì mới san phẳng nó thấp xuống như thế này. Thì ấy, người ta đào đất đấy là người ta có những cái lợi như sau. Đào đất người ta bán đất. Chứ không phải đâu các bác, không phải đem cái đấy đâu. Bán đất đấy xong lấy cái cơ sở này, lấy cái tiền bán đất xây cái khu này. Đó, một con đôi tiện đôi đường không? Ha. Các bác thấy nó bán đất cực kỳ, nếu mà xới đất kiểu như thế này thì phải nói rằng là cực kỳ một cái số lượng, cái khối lượng đất cực kỳ lớn luôn. Thì chắc chắn là nói đủ là kiếm lời từ bán đất ở đấy. Chứ không phải là người ta đầu tư ra người ta vứt như thế này, người ta lỗ đâu cũng có. Tôi không tin là lỗ đâu, lỗ không bao giờ làm. Người ta không bao giờ người ta làm đâu. Thì đất ở cái khu này là nó dao động vào khoảng từ 210 triệu đến khoảng tầm 700-800 triệu ấy. Nhưng mà trung bình thì nó sẽ vào tầm khoảng 400 đến khoảng 600 triệu trung bình là như thế. Đấy, tùy vào cái vị trí của các bác muốn mua. Đấy. Dưới này còn nhiều khủng khiếp đấy. Cho nên các bác phải để ý nhá. Nếu như đất ở cái khu này tôi nghĩ chắc khoảng tầm 300 triệu một ô thôi. Chưa đến, có khi chưa đến. Đây có nhà đang xây bên kìa. Rồi ở bùn thiu đấy làm sao mà ở ta. Bên này đến mức mà họ trồng mấy cái tràm này luôn các bác này. Chưa ở tràm đây người ta trồng. Lúc nào mà tràm khai thác hết trồng thêm một lượt nữa, rồi khai thác hết trồng thêm một lượt nữa thì tôi nghĩ khu này sẽ có người ở. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15 năm. Chứ còn hiện tại bây giờ thì khu này chẳng có ai ở đâu. Thật. Chung đường xá rất là ngon rồi, đẹp rồi, tuyệt. Trước khi mà cái khu này hình thành thì tôi không rõ nó là cái gì nha, nhưng mà có thể là đất rừng các bác ạ. Sau đó người ta chặt rừng, người ta lấy đất, thì cuối cùng là người ta đủ tiền để mà xây cái khu này luôn. Lời một tiện công đôi đường. Quá lợi. Các bác, nhiều bác nhìn vào bảo sao bọn mày đầu tư phí phạm thế, bất trời đất đấy đầu tư ai ở. Thứ nhất đó là cái quyền của người ta. Thứ hai là người ta có, người ta chuyển đổi đất các bác ạ. Chứ không phải đâu. Đường lớn này, như này có nhà ở này, chạy qua bên kia xem thử đi rồi ra. Cái khu này nó chỉ có thế không ạ? Chạy tới đâu này đi, nhìn này nó cũng vậy. Thì các bác nên mua cái miếng đất nào mà nó càng nằm ở gần thằng quốc lộ 13 ấy thì càng tốt. Chứ còn vào phía trong xa này thì khó lắm, đầu tư khó ăn lắm. Ngày xưa khu này là đất cao su này, nhìn cao su đang còn trồng đây kìa.
Ngày xưa đất cao su mà nó đốn sạch đấy. Đốn nó đào xuống gần 3 mét, 3-4 mét đất là cái khối lượng đất ác đấy. Sau đem đi bán, đem lên đổ khu khác. Tiền ở đấy chứ đâu. Dưới này thì có người ở rồi. Chạy vào trong này xíu này, tham quan trong này xíu rồi ra thôi. Chứ chạy hoài chạy đuối kiểu này đuối. Cái đất ở ngoài này là nó khá là gần rồi đấy. Khá gần cái khu khá gần đường quốc lộ 13 rồi. Ủa cái đường này mới à? Mới làm à? Thôi ra nhá. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều. Chỉ chúng tôi chỉ giới thiệu cho các bác biết cái khu này nó là như vậy thôi. Các bác nào mà có nhu cầu đầu tư ở hay là thuê gì đấy thì các bác có thể tham khảo xíu ở video này. Còn nếu các bác mà thích, các bác thấy nó tiềm năng ấy thì các bác cứ mua thôi. Đầu tư tiền mà mua thôi. Đi thẳng là ra quốc lộ 13 rồi kìa. Chạy tới đây coi thử cái khu bên này đi. Mấy cái lô ở phía ngoài này thì ngon. Ở được. Chứ còn mấy cái lô ở phía trong đấy thì khó ở lắm. Cái lô ngoài này thì nó tiềm năng hơn này, có nhà ở này. Thôi đi ra nha các bác. Thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái khu Mỹ Phước 4 này nó là như vậy. Khu này nó rộng quá, tôi chạy không hết. Chỉ chạy lướt qua thôi. Gọi là lướt qua thôi là được rồi. Chi tiết vào thì thôi, chắc là không nổi. Tôi đi ra thôi. Khu này ác quá. Bây giờ các bác cứ đi thẳng là các bác sẽ đi ra được quốc lộ 13 nhá. Rất là nhanh mà. Và đối diện cái khu này đó chính là cái khu Mỹ Phước 3. Mỹ Phước 3 thì sôi động hơn khu này nhiều. Các bác cứ đi qua khu Mỹ Phước 3 ấy. Vì thằng Mỹ Phước 3 nó nằm ở ngay cái sát một bên khu công nghiệp luôn. Cho nên công nhân rất là nhiều, cho nên là cũng rất là sôi động. Rồi cảm ơn các bác nhá. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi đây. Đừng có tiếp một nút subscribe. Cảm ơn rất là nhiều.